Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video để nói về việc chúng ta có nên mua một cây đàn giá rẻ để học chơi hay không. Rất là nhiều bạn băn khoăn về việc là ngoài thị trường ấy, có rất nhiều người nói về những cây đàn tốt, cây đàn âm thổ, âm kim, bla bla để nói về cây đàn nguyệt. Mà những người tập chơi họ bị bơ, họ không hiểu những điều đấy là gì cả. Họ chỉ muốn có một cây đàn để tập chơi, họ không biết là liệu là các bạn mới tập chơi thì các bạn có thể mua được cây đàn, một cây đàn giá rẻ để chơi hay không. Thì ví dụ như cây này là một cây 590.000 đó, của bên mình bán giá rẻ dành cho các bạn mới tập chơi. Thì mình sẽ nói ưu và nhược điểm đối với các bạn mới tập chơi đó. Thứ nhất, giá nó là rẻ rồi đó, rẻ hơn hẳn so với cây đắt tiền. Cây đắt tiền có thể hơn 1 triệu, thậm chí có thể 4 triệu, 5 triệu, nhưng cây này là rẻ rồi. Các bạn chỉ cần bỏ số tiền rất nhỏ là có thể kiếm một cây đàn về để học chơi. Đấy là những ưu điểm thứ nhất. Ưu điểm thứ hai, và thường các bạn học đàn ấy, thì các bạn nhanh nản lắm, bởi vì là chơi đàn nó không phải hay ở cây đàn mà hay ở kỹ thuật của người chơi đàn đấy. Về cái kỹ thuật đấy thì phải tu luyện, phải luyện tập rất là nhiều thì mới có thể chơi hay được. Một người chơi đàn hay, họ có thể cầm bất kỳ cây đàn nào họ đánh cho những người không biết đều thấy hay. Nhưng một người chơi đàn dở thì họ có cầm một cây đắt tiền đến 10 triệu họ đánh cũng không thể hay được đó. Có chăng chỉ hơn được hai cái người cùng đẳng cấp là cùng thôi. Đó, vậy cây này thì các bạn, nếu các bạn tập chơi mà không luyện được kỹ thuật tốt, mà chán, không muốn tập đàn nữa, thì cũng có thể treo lên nhà và làm vật trang trí trong nhà. Đó, là một cái trang trí ở trên tường, rất là đẹp. Mình thấy có rất nhiều anh đã từng mua những cây đàn nguyệt như này về và trang trí những ngôi nhà của mình. Như là họ mua hẳn một bộ tứ đàn, tranh bầu nguyệt, rồi tỳ bà, đó, nhị, treo lên. Đó. Thì cây này còn tiếp tục một nhược điểm, một ưu điểm nữa. Cây này có một ưu điểm nữa, đó là dây đàn. Dây đàn thì thường là người ta toàn bảo là cây rẻ tiền này thì dây nó không được chắc chắn. Đấy. Thực ra dây này vẫn rất chắc chắn nhưng sẽ mỏng, hơi mỏng một chút. Hơi mỏng thì nó có ưu điểm gì? Hơi mỏng ấy, thì trong đàn người ấy, nó có những kỹ thuật như kiểu rung luyến ấy. Đó. Thì bình thường tay các bạn mà không chai, tay các bạn mới tập chơi thường sẽ không chai, chỗ này rất là mềm. Trừ khi các bạn đã chơi guitar, hoặc những bạn chưa chơi guitar thì các ngón tay rất là mềm. Rất là mềm, và sau khi tập ngoài ra thì các bạn rất là đau, nhức. Cuối cùng là đó là những lý do để các bạn bỏ cuộc. Nhưng với một cây đàn rẻ tiền này thì các bạn có thể đấy, gảy những cái dây này rất là mỏng và nhẹ, êm. Thì gảy sẽ rất ít khi bị đau ngón này, đau rất ít thôi. Đó. Và thứ hai nữa là trong đàn nguyệt có kỹ thuật rung nhấn như này. Ví dụ bạn cầm một cây dây chắc quá mà tay bạn yếu, bạn rung không lên tiếng luôn. Nhưng một cây này thì một cây đàn nguyệt thường này thì các kỹ thuật cơ bản đàn nguyệt các bạn tập cách rất dễ dàng. Đó, ưu điểm của cây đàn nguyệt giá rẻ. Vậy nhược điểm của cây này gì? Nhược điểm của cây này chỉ đơn giản là rẻ. Rẻ thì là sẽ không, về hình dáng sẽ không đẹp những cây đắt tiền. Thứ hai thì vì các cụ nói rồi thì là tiền nào của đấy mà, thì những cây đắt tiền thì cái dây này cũng sẽ được làm dây tốt hơn đó. Đấy, nhưng mà với mình thì mỗi bạn tập chơi có thể tậu một cây này về học chơi rất ok, có thể luyện được các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Đến khi chơi tốt rồi thì các bạn có thể đổi cho mình một cây đàn mới xịn hơn đấy, gọi là lên đời đó. Và thứ hai, à, cái này bên mình đang bán với giá là 590.000 đồng. Còn bên mình tặng một khóa học online bằng video miễn phí đi kèm với đàn. Thì các bạn nào muốn mua một cây đàn nguyệt để tập chơi thì có thể liên hệ với mình qua hotline ở trên video. Mình sẽ gửi thử cho bạn một giai điệu trong cái với cây đàn 590.000 này. Các bạn đừng coi thường đàn giá rẻ, đàn giá rẻ nhưng chất lượng không hề rẻ đấy. Đấy, cái này có giá 590.000 đồng nha.
Đó, bạn nào mà thích một cây đàn mới tập chơi thì có thể mua một cây này về nếu như túi tiền bạn không có quá nhiều. Đó, cây này rất ok. Đấy, nếu các bạn thích video của mình thì hãy like và share video giúp mình. Và đồng thời là nếu chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của mình để mình có thể làm thêm nhiều video hơn để giúp các bạn review và xem biết được nhiều cây đàn nguyệt chất lượng hay là tập chơi như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.